bắt đầu mình mới sợ sâu bệnh mầm bệnh nó rút vô thân rồi. Rồi tôi quét thuốc bệnh với thuốc sâu trong lộn. Một cái cơi là nguyên cái đoạn ở trong mình, cái xanh nó bình thường mình tỉnh nó không còn lành. Nhưng mà tự nhiên ra đây có nghĩa là trong khoảng thời gian ngắn 1-2 tháng gì đó là cái cơi này nó không có điều dinh dưỡng được. Không có cung cái nào nó cũng không lên. Rồi đây là nấm có nè. Cái này là tháng thư ha. Tháng thư cháy lá. Gọi là mình cháy lá, cái này là do nấm. Gáo dày mà nước là nó khoảng cỡ 600 ml. Dạ, 600 nhiều. Phương án đó thì nếu mà ghế nó hấp thu được là nó lưu dẫn lên. Thì cái lưu dẫn đó thì nó sẽ kéo dài khoảng từ 15 đến 20 ngày. Thì chú cộng cái này vô để cho nó tăng cái bám dính ở trên bề mặt lá. Còn nếu mà trong những loại thuốc chú cộng đã có OC rồi thì không cần phải cộng cái này nữa. Dạ, không cần thiết. Tại vì cái nhiệm vụ của thằng OC là khi mà chú phun nhiễu lên một cái là nó sẽ lon ra cho ướt đều cái mặt lá hết.